Hello và xin chào tất cả các bạn nha. Lại là mình đây. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc tai nghe đến từ Tribis Audio. Ok, từ từ đã. Mình biết là dạo gần đây ấy, thì mình làm khá là nhiều những cái sản phẩm đến từ Tribis Audio. Nhưng mà video ngày hôm nay ấy, thì sẽ không còn là loa Bluetooth giá rẻ, loa Bluetooth tầm trung đáng mua, mà sẽ là tai nghe trù LED. Và bật mí với các bạn nhé, đây là cái chiếc tai nghe trù LED mới nhất vừa cho ra mắt đến từ Tribis Audio. Và theo như một số thông tin mà mình có tìm hiểu thì cái chiếc tai nghe trù LED này, một cái chiếc tai nghe nhìn nó rất là nhỏ gọn và xịn, phải không? Nó thì sẽ được Tribis tối ưu và phát triển dành cho những dân kiểu như là tập luyện, tập thể dục thể thao. Và cái tên gọi của cái sản phẩm này đấy là Tribis Flybird. Nghe cái tên nó kiểu nó rất là nhỏ gọn, mỏng nhẹ các thứ, phải không? Và quan trọng nhất đấy là giá của chiếc tai nghe này nó là cực kỳ dễ chịu. Nếu như mình nói rằng chiếc tai nghe này ở thời điểm tặng giá của nó chỉ là hơn 1 triệu đồng một chút mà thôi. Cụ thể hơn thì giá của chiếc tai nghe Trubolet Tribis Flybird này đang được giảm giá chỉ còn là 1.299.000 ở trên tất cả các hệ thống cửa hàng của Super Audio. Và ngoài ra thì bật mí với các bạn ở đầu video nhé, thì cái chiếc tai nghe này nó còn có rất là nhiều công nghệ mới này, rất là nhiều những tính năng hay ho nữa cơ. Ok, để kiểm chứng thì bây giờ cùng bắt đầu video nhé. Và trên tay mình đây là hộp của chiếc tai nghe Trulet Tribis Flybird. Thì đầu tiên về vỏ hộp của nó thì chúng ta sẽ có một cái vỏ hộp hết sức là đơn giản, phải không? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái vỏ hộp màu đen này. Mặt trước chúng ta chỉ có một cái logo đấy là Tribis mà thôi. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một vài cái thông tin, một vài cái chứng chỉ ở trên sản phẩm này. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra luôn. Ở bên trong của nó thì chúng ta sẽ có một vài phụ kiện cơ bản. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sấp giấy hướng dẫn sử dụng này. Đầu tiên, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tai nghe Tribis Flybird. Cả những phần phụ kiện thì chúng ta sẽ có ở trong này. Một cái sợi cáp sạc tai C để sạc cho chiếc tai nghe chúng ta, cũng như là một cái bộ thiết tai nghe đi kèm. Và đấy là tất cả những phần phụ kiện cũng như là hình ảnh đầu tiên về cái chiếc tai nghe chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá chuyên sâu hơn về cái chiếc tai nghe Trulet này nhá. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe, một cái hộp sạc nó rất là nhỏ gọn, phải không? Và đặc biệt đấy là chúng ta sẽ có một cái bề mặt da phủ ở trên vỏ hộp như thế này. Cái thiết kế tổng thể của cái phần hộp sạc này cũng như là cái phần tai nghe bên trong thì mình thấy nó rất là tối giản, nó không quá cầu kỳ. Thì chúng ta sẽ có một cái hộp sạc nó dạng hình vuông với các góc được bo tròn rất là mềm mại. Và những cái góc bo tròn này được phủ một cái lớp da như thế này thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm, mình tin với các bạn là khi các bạn cầm trực tiếp cái hộp sạc này trên tay ấy, thì các bạn ai cũng thích luôn. Xung quanh của hộp sạc này thì chúng ta sẽ có những cái viền nhựa như thế này. Cái viền nhựa này thì cũng chính là cái khung của cái hộp sạc này, giúp chúng ta sẽ có một cái hộp sạc nó kiểu nó cứng cáp hơn. Khi mà các bạn cầm trực tiếp cái hộp sạc này, các bạn cầm và bóp mạnh ấy, thì chúng ta sẽ không có cảm giác nó kiểu là ọp ẹp hay là nó sẽ kiểu rẻ tiền đâu. Mặc dù đây là một cái chiếc tai nghe chỉ mức giá là hơn 1 triệu thôi. Ở phía mặt trước của hộp sạc thì chúng ta chỉ có một cái họa tiết rất là nổi bật, đấy là cái logo Tribis được in chìm như thế này. Ở phía bên cạnh trái của hộp sạc thì chúng ta sẽ có một cổng sạc Type-C để sạc cho cái chiếc tai nghe chúng ta. Và bên cổng sạc này thì chúng ta sẽ có một cái đèn LED thông báo để hiển thị cái trạng thái sạc của cái hộp sạc này. Cái cơ chế mở của nó thì vẫn là cái cơ chế mở đóng gập bản lề như thế này. Và tất nhiên là nó sẽ được trang bị nam châm các bạn nhé. Ở phía mặt trước thì chúng ta sẽ có hai cái đèn LED nhỏ như thế này. Cái mục đích của hai cái đèn LED này thì giúp các bạn có thể biết được cái tình trạng pin ở trên hai cái chiếc tai nghe chúng ta được đặt ở trong hộp sạc. Ở trên cái phần housing của chiếc tai nghe này thì mình cảm giác rằng là nó sẽ có một cái thiết kế nó hơi hướng giống như là ở trên những cái chiếc tai nghe custom. Cụ thể hơn đấy là chúng ta sẽ có một cái phần housing nó rất là tròn trịa, nó không có bất kỳ một cái phần gọi là góc cạnh nào. Mình thì mình đã đeo thử cái chiếc tai nghe này và mình tin rằng là nếu như bạn mà bạn nhìn qua về cái hình ảnh của cái phần housing này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ nhận xét ngay đấy là cái phần housing này nó khá là to, cũng như là đeo vào thì nó khá là đau tai và nó rất dễ rơi vào nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn đừng vội đánh giá nhé, tại vì mình thì mình có một cái khuôn tai nó khá là nhỏ, thực ra nó không nhỏ quá đâu, có thể nói là khuôn tai ở mức trung bình. Và khi mà mình trực tiếp đeo thử cái phần housing này thì mình có cảm giác đấy là nó cực kỳ ôm tai luôn. Và nó không chỉ dừng lại ở việc đấy là nó khít tai, nó ôm tai đâu, mà đối với chiếc tai nghe này, nếu như bạn chọn cho mình một cái tít tai nó phù hợp thì thậm chí là các bạn sẽ có một cái khả năng chống ồn thụ động, giúp chúng ta sẽ có một cái khả năng cách âm với âm thanh ở môi trường xung quanh. Ngoài ra còn có một lý do nữa mà cái chiếc tai nghe này nó lại bám tai tới vậy, đấy là cái trọng lượng của nó. Thì cái vật liệu cấu thành nên cái phần housing này thì được làm là bằng nhựa, nên là chúng ta sẽ có một cái chiếc tai nghe
nó là cực kỳ nhẹ. Ở trên cái bề mặt Fabulous này thì chúng ta sẽ có một cái logo Tribit này, cũng như là một cái đèn LED thông báo ở trên này. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có được cái mic. Mic này thì được trang bị ở cả hai bên tai. Và đặc biệt nói tới đây thì các bạn cũng hiểu được đấy là cái chiếc tai nghe chúng ta sẽ là một cái chiếc tai nghe TrueWireless độc lập hoàn toàn cả hai bên tai nhá. Cái vật liệu ở trên cái phần housing ấy thì chúng ta sẽ có một cái lớp phủ là kiểu như là cao su ấy, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm cũng như là cảm giác đeo ấy nó rất là thân thiện với cái da của mình. Và với cái định hướng là một cái chiếc tai nghe TrueWireless hướng tới những cái đối tượng đấy là tập thể dục thể thao, những cái người vận động mạnh, thì cái chiếc tai nghe Tribit Flyberd này thì được hãng nhấn mạnh vào cái khả năng đấy là chống nước này, cũng như là một cái độ bám tai rất là tốt. Cái chiếc tai nghe này thì sẽ được trang bị cái chuẩn kháng nước đấy là IPX5, nó sẽ cho phép chống chịu tốt với mồ hôi cũng như là mưa ướt. Thì là một cái chiếc tai nghe TrueWireless hướng tới đối tượng là thể thao nên là chúng ta sẽ có một thời lượng pin nó gọi là không thể ấn tượng hơn. Thời lượng pin tối đa mà các bạn có thể sử dụng ở trên chiếc tai nghe này khi các bạn sạc đầy một lần đấy là 6 giờ, và khi các bạn kết hợp với một hộp sạc như thế này nữa thì chúng ta sẽ có tổng thời gian sử dụng đấy là 30 giờ. Cái chiếc tai nghe này thì sẽ được trang bị để là thao tác điều khiển bằng cảm ứng các bạn nhé, nên là chúng ta có thể thực hiện hầu hết tất cả những thao tác cảm ứng ở cả hai bên tai. Các bạn lưu ý nhé, đấy là cả hai bên tai. Và với cái bề mặt cảm ứng này thì các bạn có thể thực hiện được hầu hết tất cả những cái thao tác điều khiển ở trên một cái chiếc tai nghe TrueWireless tiêu chuẩn. Thì cái chiếc tai nghe Tribit Flyberd này thì sẽ được sinh ra với mục đích chính đấy là tập thể dục thể thao, luyện tập, nên là các bạn đừng kỳ vọng quá nhiều về cái phần chất âm của chiếc tai nghe này. Nhưng mà mình nói như thế không có nghĩa là cái chất âm ở trên chiếc tai nghe này nó quá tệ đâu. Cái chất âm của nó thì mình thấy vẫn rất là chi tiết, cái độ cân bằng của nó vẫn rất là cao. Cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ tập trung vào cái giải bass. Giải bass ở trên Tribit Flyberd thì được đánh rất là căng, có độ rung rất là tốt trong tầm giá. Mặc dù cái giải bass của nó thì nó có lực rất là mạnh, nhưng mà nó sẽ không gây ra hiện tượng đấy là chậm rãi cũng như là ù hoặc là rền ở trong tai. Sang đến giải mid thì do tập trung quá nhiều vào giải bass nên là cái giải mid ở trên chiếc tai nghe này thì mình thấy nó sẽ cho một cái trải nghiệm nó cũng chưa được thuyết phục cho lắm. Giọng ca sĩ thì mình cảm giác rằng là nó sẽ bị hơi lùi một chút, nó sẽ hơi mỏng và hơi khô. Các cái tiếng nhạc cụ thì cũng vì thế mà nó không còn được tự nhiên nữa. Còn với cái giải chép thì nó sẽ khả quan hơn một chút, nó sẽ nghe dễ chịu hơn, nó lên vừa tới đủ để tạo ra cái độ tươi sáng ở trong một bản nhạc. Cái hiện tượng sibilant lần thì mình thấy được kiểm soát rất là tốt, gần như là không xuất hiện. Vậy thì như các bạn thấy thì cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một cái chất âm nó là cực kỳ phù hợp với những bạn mà thích tập thể dục thể thao. Tại vì như theo mình phân tích vừa rồi ấy thì nó sẽ phù hợp với những cái bản nhạc điện tử EDM, nó sẽ có tiết tấu mạnh, nó là kiểu sôi động ấy, thì những cái bài nhạc này thì sẽ giúp các bạn sẽ có cảm xúc hơn trong quá trình luyện tập phải không nào. Và vừa rồi là một cái bài review về cái chiếc tai nghe TrueWireless đến từ Tribit Audio. Tribit Flyberd là một cái chiếc tai nghe TrueWireless giá rẻ dành cho những dân là tập thể dục thể thao. Còn về phía bạn thì bạn thấy cái sản phẩm này nó như thế nào nhỉ? Hay là các bạn muốn mình so sánh cái chiếc tai nghe này với bất kỳ một cái chiếc tai nghe TrueWireless nào khác ở trong cùng cái phân khúc giá này, thì hãy để lại cho mình mấy comment, một cái chia sẻ ở phía bên dưới video nhé. Và cũng đừng quên là bấm like video này, bấm subscribe kênh để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Còn video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.